Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau xem mình sẽ gợi ý 5 chai nước hoa mùa đông dành cho nữ ở cái phân khúc 150 đô, đâu đó khoảng tầm 3 triệu đến 3 triệu rưỡi có những lựa chọn nào, và chắc chắn rằng nó sẽ có một vài cái tên cực kỳ đặc biệt. Thậm chí rằng tôi thấy rằng clip của nữ năm nay tôi còn cho một vài con lạ hoắc vào luôn. Và nếu như bạn quan tâm thì video xin phép được bắt đầu nhá. Cái tên đầu tiên mà mình muốn nói tới ở đây cũng là một trong những thương hiệu mà mình đã dự đoán cách đây 2 năm. Và trong cái thời gian vừa qua thì thương hiệu này được bán ở Việt Nam. Và chai mà mình sắp gợi ý đây là một trong những chai nước hoa được bán với số lượng cực kỳ nhiều. Đó chính là Joshi của One. Vâng, mặc dù thì tôi đã review Ferodi rồi, tôi đã review Lipsen rồi, nhưng mà Joshi là một trong những chai có cái số bán ra cực kỳ tốt. Và lúc tôi định làm con này ấy, thì có nhiều bên gợi ý với tôi là anh ơi anh làm Etheria đi, vì Etheria mới, hàng mới về nữa. Nhưng mà với quan điểm của tôi thì Etheria là một cái vai mùi hoa hồng có nét tương đồng na ná với chai nước hoa của Delina, nên là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rồi. Còn đối với Joshi thì nó cũng có nét tương đồng với một vài chai nổi tiếng, nhưng có cái hay mà mình đánh giá cao ở Joshi nhiều hơn so với sáng tạo Etheria. Thì cái đầu tiên khi các bạn xịt cái con Joshi này ra, các bạn đã nhận thấy một cái vai mùi ngọt của trái cây rất là rõ rệt, mix cùng với xạ. Và cái nét ngọt của trái cây nó sẽ lên rõ rệt hơn. Và cái ngọt ở đây ấy, thì nó là ngọt theo cái kiểu mỏng, nó không quá bị dày mùi. Và cảm giác như kiểu là các bạn đang nhìn thấy ai đó đang ép những cái quả mọng đỏ ở kiểu trước mặt các bạn, xong rồi nó đang chảy nước ra vậy. Cái nét ngọt kết hợp cùng với một độ ẩm ẩm, nó tạo ra một cái vai mùi khá là dễ chịu ở phần mở đầu. Và cái xạ nó ôm lấy mùi hương, tạo nên cái sự mềm mại. Nhưng nếu như bạn là người tinh mũi hoặc là người chơi nước hoa một thời gian, thì ngay khi các bạn vừa mới xịt mùi hương của Joshi ra thôi, thì các bạn sẽ thấy nó có một cái vai hơi chua chua animalic một xíu xíu thôi, thoảng nhẹ ở phía dưới. Và đây là cái nét đối lập mà mình thấy rất hay. Mặc dù là xạ triển khai theo hơi hướng làm sạch bông, nhưng mà nó vẫn giữ được một cái vai animalic. Đấy là cái mà mình thấy rất đánh giá cực kỳ cao, rất là táo bạo của Joshi. Cái này thì tôi phải test mấy lần thì tôi mới nhận ra được. Và đây là một cái điểm mà tôi nói rằng là tôi thích của Joshi của One hơn là Etheria của One. Đó. Và sau khoảng tầm đâu đó 15 phút thì cái nét animalic chua chua này nó sẽ biến mất. Và các bạn nhận thấy cái độ ấm nó lên nhiều hơn, kết hợp cùng với nét ngọt của trái cây chín. Thì lúc này mình sẽ có cảm giác như kiểu ai đó đang đun một cái nồi hoa quả để lấy nước vậy. Nhưng mà họ giữ ở một cái nhiệt độ vừa phải, để như kiểu đại khái là kiểu ninh ấy, để lâu theo thời gian để nó có thể hút hết nước của hoa quả ra, tạo ra một cái nét ngọt của trái cây và nó có một cái độ ấm xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đấy là điểm mà mình đánh giá khá là thích. Con này nó làm mình gợi nhớ tới chai Juliet Hess Gun Not a Perfume. Đấy, nhưng mà là một cái phiên bản ngọt trái cây và nó có cái hiệu năng tốt hơn. Thì đây là một trong những sáng tạo mà các bạn có thể mặc vào những ngày đông, đặc biệt là xịt từ đi làm, đi chơi, đi học, những cái thứ rất ok. Với một chiếc cardigan ở trong này, nó sẽ ôm lấy da các bạn, thì mùi hương này nó đúng như vậy, xạ nhẹ nhàng và bền bỉ ôm lấy da các bạn. Và bên cạnh đó thì con Joshi này có một cái hiệu năng cực kỳ tốt nha. Nó lưu trên da mình bét lắt nhắt thì cũng phải tầm 7 đến 8 tiếng. Và nó có một cái độ tỏa hương rất bền bỉ khoảng nửa cánh tay, chứ không phải là cái kiểu thoát ẩn thoát hiện. Nên là với mình thì nếu như bạn có cái thói quen mặc một chiếc cardigan, và cái cảm giác các bạn trải nghiệm một chiếc cardigan nó có một cái lớp xù lông lên ấy, ở phần ngoài khi các bạn nó mặc lâu ấy, nó như thế nào, thì cái mùi hương của Joshi nó sẽ ôm lấy da các bạn, mang tới một các bạn một cái vai đủ sự ngọt ngào, đủ sự hiện đại nhưng mà không ố dề gây khó chịu cho những người xung quanh. Thì Joshi là một trong những lựa chọn giá rẻ, ngon, hiệu năng tốt, mùi thì rất là chen ở trên thị trường. Con này tôi nghĩ rằng là nó sẽ là một trong những con key bán chủ điểm trong mùa đông năm nay và vài năm tới của thương hiệu One, một trong những thương hiệu mình đã giới thiệu với các bạn. Cái tên tiếp theo mà mình muốn giới thiệu ở đây đó chính là một sản phẩm của nhà Latafa, như mình đã nói cách đây vài video, đó chính là Latafa Zara. Vâng,
Mùa đông thì tặng các chị em phụ nữ thì cũng có những chị em thích những mùi ngọt. Nếu như bạn là những bạn nữ thích cái mùi hương có cái xu hướng là ngọt theo kiểu bánh kẹo các thứ và bánh bèo, dễ thương tiểu thư thì đây chắc chắn là một trong những cái mùi hương như thế. Có lẽ là tôi không cần phải nói quá nhiều về Zara, tại vì tôi đã có một cái video nói rất chi tiết và cụ thể, cũng như là các bạn thấy cái hiệu ứng của Latafa trong cái thời điểm hiện tại nó đang rất là rầm rộ đúng không? Tóm lại đây là sẽ là một cái mùi hương dành để đi tặng này cho các bạn học sinh, sinh viên, mấy bạn mới ra trường, hoặc là cái vai tiểu thư bánh bèo, thì chắc chắn con này sẽ là một trong những con đáp ứng tất cả các yếu tố, từ mùi hương dễ thương cho đến cái hiệu năng cực kỳ tốt. Và các bạn có thể xem lại cái video ở trên này để có được cái góc nhìn nó khách quan, hoặc là đọc những cái bình luận ở phía dưới nhá. Con này thì thôi chả cần phải nói nữa đúng không? Đấy là ở vị trí số 2 mình muốn gợi ý trong mùa đông năm nay, Latafa Zara. Vị trí số 3 thì chúng ta sẽ nói về gì? Vâng, một trong những mùi hương mà tôi tin chắc rằng lâu lắm rồi mọi người còn chả nghe qua. Ở thị trường Việt Nam thì tôi cũng hy vọng rằng là nhà này được biết tới nhiều hơn. Đó chính là Criminal Element Cifide. Có một cái điều trước khi review con này, đó là khuyên các bạn không nên mặc áo trắng xịt con này nhá. Đó mãi khi các bạn xịt con này thì các bạn nên trần truồng, không mặc cái gì cả, và xịt lên đợi nó khô ở trên da xong rồi hãy mặc đồ. Tại vì chỉ cần nhìn cái dui kiểu này thôi mà các bạn phang vào đồ sáng màu thôi, mình khẳng định luôn là các bạn giặt ốm đòn luôn đấy. Đấy, đây là cái điểm lưu ý đầu tiên. Chưa biết mùi như nào nhưng mà đã có một cái điểm lưu ý rồi. Mùi hương này với cái phần mở đầu đó chính là hoa trắng nhài kết hợp cùng với cái nét mặn mặn animalic. Nghe lại animalic đúng không? Con đầu tiên đã có tí rồi nhưng mà con này nó còn nặng đô hơn nhá. Vì hoa trắng kết hợp cái nét mặn mặn này không nhiều ở trên thị trường đâu các bạn ạ. Đó, và thực sự thì lúc đầu ấy, khi mà các bạn ngửi con Cifide này, các bạn sẽ có một cái cảm giác kiểu wow, đây là một sáng tạo khá là hay ho và thú vị, nhưng mà liệu nó có tính ứng dụng thực tế không? Thì các bạn hãy chờ sau khoảng tầm 15 phút khi mà cái nét mặn mặn nó trôi qua, và các bạn sẽ nhận thấy khi mà cái nét mặn nó dịu xuống thì cũng là lúc cái vai màu sáng được kéo lên khá là rõ rệt nhờ hoa. Và lúc này thì nó sẽ có một cái độ the xanh, giống kiểu các bạn ăn những cái món đồ mà nó có cái vị xanh kiểu the the, kiểu hay là kiểu hơi hướng bạc hà. Nhưng mà ở đây thì nó là như kiểu vỏ của ô liu hoặc là vỏ của những quả nho vậy, mix cùng hoa trắng. Thực ra thì con này tôi thực sự là bảo là để tôi dễ cho các bạn hình dung ở cái khoảng biến chuyển này thì nó khá là khó. Nhưng các bạn cứ hình dung cái cảm giác kiểu có ai đó đang vò một cái gì đó the the trước mũi của các bạn và các bạn hít sâu vào, thì nó sẽ, hoặc là các bạn ngửi những cái cánh hoa nhài đấy vào những cái sáng sớm dí sát mũi vào, thì cái độ sộc và cái độ nồng nàn của bông hoa lúc buổi sáng nó sẽ ập vào mũi của các bạn. Đó, và cái nét mặn mặn nó sẽ trôi đi, và khi mà mùi hương này biến chuyển ấy thì nó sẽ lên một cái vai ngọt rất nhẹ thôi, nhưng mà nó có cảm giác bông và hơi dày dày, nó giống như kiểu phần thịt của quả nho ấy. Nếu như bạn là những người mà ngày bé được bố mẹ hay kiểu bóc nho nhưng mà bóc cả phần vỏ đi, thì khi các bạn cắn vào nó không còn cái vị chát của phần nhỏ nữa, à phần vỏ nữa, và các bạn nhận thấy rằng hoa kết hợp cùng với trái cây tạo nên một cái mùi hương có phần nữ tính hơn so với cái sự cá tính, cái sự mạnh mẽ và cái sự lạ lẫm ban đầu. Thì con này về sau ở trên da mình thì hoa cùng với trái cây làm rất là cân bằng, balance, và cảm giác rằng là đây sẽ là một cái mùi hương nó sẽ làm mình liên tưởng tới những cô gái có xu hướng là đi làm ở môi trường văn phòng, business, những thứ các bạn nữ sẽ mặc những chiếc quần Âu và sau đó đi một đôi guốc cao và một cái áo vest mặc ở ngoài cùng với sơ mi ở trong. Các bạn tự tin, các bạn có một cái sức hút kiểu về thần thái nhiều hơn, và ngay cả chính cái mùi hương các bạn ấy toát ra nó cũng khác biệt hơn so với những người phụ nữ ở xung quanh. Thì đây là một trong những cái mùi hương như vậy, một mùi hương rất cá tính, và chắc chắn rồi các bạn sẽ chả thấy ai review con này cho các bạn đâu. Nhưng mà với mình thì đây là một trong những con hoa trắng ở cái phân khúc đâu đó khoảng tầm 2,5 củ cho một chai 50ml như thế này. Có thể là nó không rẻ thật, nhưng mà mình tin chắc là các bạn sẽ không thấy cái vai này ở quá nhiều những cái sáng tạo designer phổ thông ở trên thị trường. Cái phần hiệu năng của con Cifide của nhà Criminal Element ấy, thì đối với cá nhân mình đánh giá là nó khoảng tầm 7 tiếng ở trên da, và nó tỏa tốt trong cái thời gian ban đầu khoảng tầm 2 đến 3 tiếng, khoảng tầm hơn nửa cánh tay, và sau đó nó sẽ lùi về khoảng tầm hơn
dưới nửa cánh tay. Và con này thì sẽ phù hợp để đi làm vào những ngày trời lạnh. Nó không mang được một cái vai ấm áp mà có phần hơi lạnh lùng một tí. Cái vai mùi này thì mặc dù dry down về sau nó cũng không lên cái vai ấm đâu, chủ yếu là hoa trắng cùng với một chút trái cây và nó cứ ở mức kiểu trung tính thôi. Nên con này thì mình nghĩ rằng là các bạn có thể xài ở trong môi trường văn phòng là đẹp nhất. Đấy, thì đây là một con gợi ý cho các bạn đi làm Cifide của Criminal Element, hoặc là xịt vào những ngày trời xuân thu cũng rất ổn. Ngửi lạ là vãi luôn ấy. Rồi, vậy thì tuần hẹn hò thì chúng ta sẽ có cái gì? Đặc biệt là với những bạn nữ đâu đó 22, 23 tuổi, ở độ tuổi đang được rất nhiều những anh tán tỉnh. Các bạn đi tập gym để có một cái body bốc lửa, ngực tấn công, mông phòng thủ, 3 vòng thì cắm các kiểu, đúng không? Xong rồi các bạn tự tin về điều đó, các bạn mặc những cho mình lên những cái chiếc váy ôm sát cơ thể màu đen, hoặc là nếu mà các bạn tự tin nữa, các bạn có thể mặc những chiếc váy màu đỏ với một cái mái tóc xoăn, tô son đỏ, trang điểm mắt đậm. Đây, Cherry Book Quest khởi nhà Upland. Hi hi hi. Con này tôi nói thật, nếu như mà các bạn thích một cái mùi cherry đó, và các bạn muốn một cái mùi mà khi mà dry down nó cũng tỏa tốt nữa, thì đây là một trong những con mà các bạn nên mua. Cái phần top note ở con này thì nó có phần hơi khó ngửi thôi. Thực ra thì bảo khó ngửi thì cũng không đúng, nó có gợi ý tới Lord Cherry của nhà Tom Ford. Nhưng mà dry down con này thì có phần ngọt hơn và trẻ trung hơn. Con này thì cũng đã có một cái video review trong cái thời gian mới đây rồi, và các bạn nhìn cái chai thôi là cũng thấy là nó rất đẹp, đúng không? Nếu mà có nắng vào nhìn nó còn đẹp hơn rất là nhiều luôn ấy. Đây là một con rất là phù hợp để đi hẹn hò, đặc biệt là với những bạn nữ trẻ tự tin về dáng vóc của mình. Hoặc là các bạn có thể xem kỹ video hơn ở trên phần trên này nhá. Đấy, ở nơi đây để xem. Cherry Book Quest của nhà Upland. Ai ngọt, lạ mũi nữa chứ, không bị cái vai vanilla quá quen thuộc ở trên thị trường. Thử nhá. Vâng, và cái tên cuối cùng đến từ một thương hiệu có một cuốn sách Imaginary Arthur, và đây là Yesterday. Mùi này thì tôi vẫn đang xịt ở trên da tôi từ buổi sáng đây. Con này thì tôi nghĩ là sẽ hợp vào thu nhiều hơn. Đúng ra thì các bạn sẽ mong chờ con cuối là một con kiểu dành cho những mùa rất lạnh, đúng không? Nhưng mà không, Yesterday này thì nó sẽ hợp với những ngày trời thu nhiều hơn. Kiểu thời tiết ở Hà Nội đang khoảng tầm 25 độ mà cũng hơi nắng nắng, nhưng mà nó không có cảm giác kiểu kiểu trời kiểu oi ấy, mà nó vẫn mát, vẫn có gió. Ngồi chỗ nào mà có kiểu cây cối thì nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Con này tôi xịt ở trên da suốt từ sáng mấy ngày hôm nay rồi. Thì đây là một trong những con mùi hương chắc là đẹp nhất dành cho mùa thu, và lại còn không bị đụng hàng. Thì khi mà các bạn xịt cái mùi hương này ấy, tôi khẳng định luôn các bạn có một cái trải nghiệm giống tôi. Đó là vừa mới xịt ra thì các bạn ngửi thấy một cái mùi sung, ngậy, ấy, rất là sáng xuất hiện. Nhưng mà khi các bạn đưa tay ngửi lại, các bạn tận hưởng, các bạn hít sâu vào, các bạn tưởng tượng, liên tưởng là nó giống cái mùi gì, và các bạn ngửi lại, thì các bạn có cảm giác rằng các bạn đang xịt một cái mùi hương hoàn toàn khác mà rõ ràng cùng từ một chai nhá. Thì khi mà con này mà mình xịt ấy, thì cái lần thứ hai, ngay khi mà mình ngửi lại đâu đó mất khoảng tầm 1 phút thôi, thì mình nhận thấy rằng là uầy, cái mùi hương, cái nét sung ngậy sáng nó đi đâu mất rồi ấy, mà nó lại lên một cái vai mùi trái cây, cũng vẫn giữ được một cái độ sáng nhưng mà cái nét béo gần như là nó biến mất hoàn toàn. Mà lúc này nó giống như kiểu là những cái loại trái cây khô ấy, mà nó không có quá nhiều vị ngọt, và rồi nó quét lên một cái lớp bọt ấy, lớp bọt sữa, hoặc là một cái lớp bọt ngậy béo béo ở những cái cốc trà sữa. Bạn nào mà hay uống những cốc trà sữa xong rồi nó có một cái lớp bọt ở phía trên ấy, thì cái lớp bọt này nó có một cái vị ngọt rất là thanh, chứ nó không đậm hẳn như cái phần ở tít phần phía dưới. Thì nó sẽ giống như các bạn cầm vài quả trái cây, các bạn quết lên cái phần bọt đấy, và các bạn ăn rất là dễ chịu, cảm giác mọi thứ nó cân bằng, nó ba lần đó. Thì cái phần top note của chai này nó đã có hai sự biến chuyển như thế rồi. Và cái lớp bọt kem ngậy ngậy cùng với một chút trái cây chín mix cùng với nhau, nó sẽ kéo dài xuyên suốt từ đầu tới cuối. Lúc này thì ở trên da mình thì nét sung nó bắt đầu xuất hiện lại, và nó giữ được cho nó cái vai trò là một cái diễn viên phụ để tạo một cái độ ngậy cho cái lớp kem ban đầu mà mình nói. Thì mùi hương này tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất phù hợp vào mùa thu. Thực ra thì nó sẽ chỉ biến chuyển nhiều nhất ở cái phần top note thôi. Còn khi mà đã dry down đâu đó tầm nửa tiếng ở trên da thì mình thấy con này nó không biến chuyển quá là nhiều. Mình xịt từ sáng sớm cho đến bây giờ thì mình thấy mùi hương nó vẫn vậy, nó không còn biến chuyển thú vị như cái phần top note nữa. Nhưng mà đây sẽ là một cái mùi hương xịt vào mùa thu. Nếu như bạn là những bạn nữ mặc những chiếc quần vải
ống rộng, sau đó đi những cái đôi giày như kiểu Onitsuka này, sau rồi các bạn khoác một chiếc sơ mi kẻ sọc xanh trắng rất là quen thuộc, tạo nên một cái vai rất là trẻ trung này, năng động này, hiện đại này. Đó, tôi cũng không biết là kiểu cái nó là do cái màu sắc đấy, hay là mỗi khi tôi nhìn những bạn nữ nào mà có mặc những cái quần trắng, đi một đôi giày thể thao kiểu Onit hoặc là gọi là Converse, xong rồi các bạn mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc ấy, màu xanh này cùng với màu trắng, thì tôi cảm giác ngay đấy là một bạn nữ cực kỳ là có phần hiện đại, rất là trẻ trung, nhiều năng lượng, rồi nữ tính nữa. Thì tôi nghĩ rằng ở đây sẽ là một cái mùi hương rất hợp với phong cách như thế. Mùi hương này thì nói thật là nếu như so với những cái mùi sáng tạo về sung như kiểu Philosicope của Diptyque và là một vài cái mùi sung khác, thì con này nó lại có cái xu hướng nghiêng nhiều gỗ hơn so với những cái sáng tạo kia. Và chính vì cái nét đấy, nó sẽ tạo ra một cái sự khỏe khoắn và một cái sự năng động nhiều hơn so với những cái mùi hương mà mình vừa nói ở trên. Thì Yesterday của EA là một trong những con hay ho và thú vị. Chỉ có một điều rằng nếu như bạn là một người thích những cái mùi hương mà nó có độ tỏa tốt, thì con này nhá, mình trên da mình nó không phải một con tỏa tốt, nhưng nó lưu tốt nhá. Khẳng định với các bạn luôn, xịt từ khoảng tầm 8 giờ sáng và bây giờ là tôi nhìn đồng hồ kia là khoảng tầm 15 đến 16 giờ chiều, thì mùi vẫn khá rõ ở trên tay, nhưng mà nó không tỏa mấy. Vì thế thì nó cũng giống như thời tiết mùa thu ấy, nghĩa là rất là vừa phải mọi thứ. Các bạn đi ra nắng thì các bạn sẽ thấy khó chịu đúng không? Nhưng mà các bạn đi vào bóng râm cái các bạn thấy mát, dễ chịu ngay lập tức. Một cái khoảng thời gian mà không kéo dài ở trong năm. Nhưng mà xịt nước hoa thì mùi nào cũng thích. Thì Yesterday này là một trong những con mà tôi nghĩ rằng rất phù hợp dành cho nữ vào mùa thu. Thực ra thì nam cũng xài được thôi. Trên da nam thì tôi nghĩ là nó sẽ lên cái bay gỗ nhiều hơn. Còn nếu mà ở trên da nữ thì nó sẽ ngậy của sung và trái cây chín nhiều hơn. Thì đây là một trong những cái tên cuối cùng gợi ý vào năm nay. Đó. Da nữ thì hôm trước tôi ngửi thêm nữa, thì có một cái điều mà tôi bonus thêm ở đây là nó có một cảm giác hơi kiểu phấn phấn một tí, mềm mại hơn, mịn hơn trên da mình. Da mình thì hơi thô hơn một tí. Đó. Thì vừa rồi là tất cả những cái lựa chọn mà mình đã chọn lọc trong một cái quá trình khá là lâu về những mùi hương dành cho nữ vào mùa đông năm 2024 ở phân khúc 150 đô quay đầu. Nhưng mà tôi nghĩ là video này nó cũng sẽ ít view thôi. Nhưng mà thôi kệ, việc của mình thì mình vẫn làm thôi, đúng không? Còn nó không thể làm nhiều view như video của Nam được. Nhưng mà hy vọng nếu như ông Nam nào xem được thì các ông hãy bình luận ở phía dưới. Hoặc là các ông đang lăn tăn không biết mua người yêu những cái món quà gì vào 20 tháng 11, Halloween, rồi những dịp cuối năm, thì hy vọng đây sẽ là những gợi ý rất là phù hợp túi tiền dành cho anh em. Và nếu thấy video hay thì đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.